kênh Yellow Tin Tức mến kính chào tất cả các quý vị. Chúc khán giả xem video vui vẻ nhiều. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu về kiểm tra làm rõ hành vi báo chí phản ánh ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, báo chí phản ánh nội dung liên quan về người tên Nguyễn Minh Phúc, ngụ huyện Củ Chi, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc đã có nhiều hành vi làm dư luận bức xúc, đặc biệt là trong đồng bào Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, công an quận Gò Vấp kiểm tra một quán nhậu trên địa bàn và ghi nhận ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo tu sĩ có trong quán. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao công an thành phố chủ trì phối hợp ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi khẩn trương kiểm tra làm rõ nhân thân ông Nguyễn Minh Phúc. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm, báo cáo thường trực thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin thêm về ông Nguyễn Minh Phúc, Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho rằng người này giả danh tu sĩ, giả mạo các giấy tờ chứng nhận thọ giới. Không chỉ vậy, các cơ quan chức năng khẳng định ông Phúc còn giả mạo các huân chương, huy chương, bằng khen của lãnh đạo nhà nước, chính phủ. Phía địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cũng đã cho biết ông Phúc thường xuyên lợi dụng danh nghĩa tu sĩ Phật giáo để kêu gọi, vận động, quyên góp gây quỹ nhằm mục đích trục lợi cá nhân bất hợp pháp và tụ tập đông người tại nhà riêng.